Ngày 12 tháng 3, thông tin từ tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, thờ ủy quyền của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn Quảng Nam vừa trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Trần Văn Tròn, 20 tuổi, ở khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn vì đã lao xuống biển và cứu 3 học sinh thoát chết. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 25 tháng 2, nhóm có 4 em học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Lê Ngọc Giá, phường Điện Dương, rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực biển khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, thì bị đuối nước. Phát hiện sự việc, anh Trần Văn Tròn đã lao ra cứu được 3 em học sinh vào bờ. Với hành động dũng cảm đó, anh Trần Văn Tròn đã được tỉnh đoàn Quảng Nam tuyên dương khen thưởng ngay trong lễ ra quân tháng thanh niên, được tổ chức vào đầu tháng 3 tại thành phố Tam Kỳ.